Rất đặc sắc đúng không quý vị? Và chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi còn mong muốn mang đến cho quý vị nhiều những tiết mục đặc sắc như vậy nữa. Và ngay bây giờ thì Dương Chiến và anh Chi xin được mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục chương trình nghệ thuật với phần 2 mang chủ đề Bình Thuận cho năm mới 2021. Nơi đây thiên nhiên ban tặng niềm vui ta không quên.